ngành phiên dịch sau 6 7 năm nữa có cần gì nữa không? Đi chuyên ngành ra. Rồi, đa phần họ tuyển phiên dịch Hàn Nhật Trung. Đố các bạn vì sao người ta tuyển đăng là Hàn Nhật Trung nhiều? Lý do là Hàn Nhật Trung là làn sóng đầu tư thứ ba vào Việt Nam. Họ đang là làn sóng mới nhất. Bởi vì rốt cuộc lại thì châu Á, trung tâm thế giới sẽ xoay chuyển, xoay trục về châu Á, ngay cả Mỹ cũng nói chứ chiến lược quay xoay trục châu Á. Thì đương nhiên trong châu Á nước nào mạnh nhất? Bạn biết rồi đúng không? Không cần phải nói nữa. Hàn Quốc là nước thứ nhì. Nhật Bản nha. Như vậy Đài Loan cũng là một phần nữa. Như vậy thì tất cả những cái ngôn ngữ đó có điểm chung gì? Nó khó học, ít người học, cho nên đăng tuyển thấy nó nhiều. Bởi vì tiếng Anh đăng cái là mất, đăng cái là mất, có người đăng tuyển rồi. Trở lại vấn đề nè, cái ngành mà ít người học thì người học không cần quá giỏi cũng sẽ có việc. Tuy nhiên ngành có nhiều người biết, chẳng hạn ngành tiếng Anh, nếu các bạn chỉ biết thông thường thì các bạn sẽ không có việc, đúng không? Trừ khi mình cộng cái khác, ví dụ như mình có một cái cá tính rất là hay, mình có một tính nề nếp năn nóc, tổ chức sắp xếp, rồi mình có một cái tính là mình kết nối mọi người được bằng cái cách điều phối của mình, thì đó là những kỹ năng về con người nữa bạn. Có nghĩa là cái đó học được. Tôi quan niệm trong các lớp học của tôi á, tôi dạy á, thì tôi rất cảm động khi mấy mấy bạn sau đó đều nói thế này: sau cái khóa học thì bạn nói rằng cái điểm học nhiều nhất ở tôi á không phải là về tiếng Anh, không phải là cái gì hết, mà tôi đưa cho họ biết được những cái điểm mạnh nhất của họ và họ cải thiện thêm cái gì để sau này. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng trong lớp gặp nhau trong những tuần đó thì những cái mà bạn học được nó còn lọng lại trong người các bạn, chính là có một cái người thầy tên là Khang Nguyễn dạy phiên dịch, nhưng trong ngành phiên dịch đó thầy đã dạy cho mình biết cách áp dụng vào công việc mình như thế nào, mình sẽ triển khai nó thế nào, nếu mà ngay cả khi mình không phải làm phiên dịch nữa trong tương lai, hay là ngành phiên dịch chỉ là một bước đệm cho mình tiến tới cái khác bạn ha. Cái đó tôi tự hào nhất. Rồi, để nói về chuyện của em nữa là ngành sau 7-6 năm nữa có cần nhiều tiếng Anh nữa không? Thì tôi nói rằng nghề phiên dịch do trong tương lai, hiện tại á, trong 5 năm nữa là vẫn cần nhiều, mặc dù là chúng ta đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng các bạn hãy nhớ là thị trường nó rộng lớn lắm mà. Tiếng Anh nó là There are plenty of fish in the sea. Biển có nhiều cá lắm. Bởi vì nếu các bạn nghĩ là dịch nó chỉ là một cái hội nghị giống như tôi dịch, những cái hội nghị lớn, hội nghị cấp quốc tế, cấp chính phủ, có tổng giám đốc này, giám đốc kia, hay là có phó thủ tướng, hay là bộ trưởng, hay là trưởng một tổ chức nào đó toàn cầu tham dự, thì các bạn sai rồi. Không phải hội nghị nào cũng như thế. Nó có nhiều cái forum nó nhỏ hơn, nó có những cái meetings nó dễ chịu hơn. Thì trong lớp học tôi cũng nói về những gì đó, tức là mình không phải, mình yêu cầu là mình phải đứng trên một sân khấu hào nhoáng để dịch cho Lý Nhã Kỳ. Cái đó là Mr. Khang làm thấy hay quá mà trong buổi đó muốn làm như vậy. Nhưng mà các bạn nên nhớ là có bao nhiêu buổi nó lớn như vậy, ở tầm vóc mà đại sứ rồi như vậy, thì tại sao mình không nghĩ rằng cái dịch này mình học là để mình có cơ hội tốt hơn trong cái việc mà gọi là cạnh tranh với một người khác cùng nộp đơn họ không học qua phiên dịch, ví dụ như dịch nội bộ, mình nâng tầm mình lên thì vô công tác mà dịch nội bộ cho một công ty á, người ta sẽ nói rằng trước giờ em có đi học đâu không, giờ dịch không, nói em có học với thầy Khang gì cái thứ, thầy Khang là ai thì đưa cái profile thầy Khang ra chẳng hạn, thì họ sẽ thấy là à như vậy. Các bạn biết nếu là tôi nè, hồi trước tôi làm tuyển dụng cho công ty nước ngoài, tôi đâu biết cái ngành đó làm sao đâu, lần đầu tiên tôi vô ngành đó mà, cái ngành đó là cái ngành sản xuất hoàn toàn xa lạ. Tôi là một người học đại học sư phạm, sau đó đi làm một công ty nước ngoài về sản xuất, thì cách mà tôi hỏi nhân sự để biết là họ giỏi hay không, tôi hỏi cái này, hỏi thí dụ hỏi kế toán, tôi sẽ hỏi là em từ lúc ra trường đến giờ em có học thêm khóa học kế toán nào, thì bạn đó nói là em có đăng ký học online cái gì đó đưa anh coi thử, à hay là chứng chỉ kế toán trưởng, hay là em có tham gia hội kế toán đó, các thứ, thì tôi sẽ lấy cái tài khoản Facebook của bạn đó đó, tôi sẽ coi tài khoản Facebook đó có, thí dụ bạn đó nói là trong cái hội kế toán đó chẳng hạn, mình vô mình coi đúng không, thì tự nhiên mình thấy vậy nè, người đó có tham khảo, có liên quan tới ngành nghề, thật sự có muốn học về ngành nghề đó, thì tôi sẽ cho một điểm cộng. Dĩ nhiên điểm cộng đó nó phải lớn đủ hơn là nhược điểm của bạn đó. Thì ở đây cũng vậy, một phiên dịch mình phải khẳng định được mình, giá trị của mình đối với công ty là gì,